và cả có cặp cánh đối song song với nhau và bằng nhau. Hoặc là trong tứ giác đó là có ít nhất là một góc vuông. Nên đó là hình chữ nhật. Bây giờ ta đã chứng minh chúng ta có là NF song song với QE. NF song song với QE vì đây là các cân đối của hình thôi. Hình thôi là có các cặp cân đối song song. E là thuộc QD mà F là thuộc MN nên QE là song song với song song với cái nữa. Ta gọi là NE vuông góc với PQ. NA vuông góc với PQ, QF vuông góc với MN, vậy đó là theo giả thuyết. Mà MN song song với PQ cho nên suy ra NA cũng song song với QF. Từ 1 và 2 ta có thể suy ra là tứ giác NEQF là hình bình hình. Hình bình hình có nhất là một góc vuông. Đấy là chúng ta có hai góc vuông đây này. Nên suy ra tứ giác NEQF là hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào giải của A. NF song song với QE. Chúng ta ký hiệu ở đây là một này. Có NE vuông góc với PQ. QF vuông góc với MN. Hai cái này là đều là từ giả thuyết là đã cho như thế. Giả thuyết đã cho như thế rồi. Mà MN là song song với QP. MN song song với QP. Cho nên chúng ta có thể suy ra NE song song với QF. Chúng ta có thể suy ra NE song song với QF. Chúng ta ký hiệu đấy là hai. Ta có này, tự giác đây có này. NF song song với QE. NE song song với QF. Tự giác có cả cặp cân đối song song với nhau nên ta có thể suy ra đó là hình bình hình.